Dạ, chào anh ha. Dạ, em chào anh. Dạ. Chào ngày mới. Dạ. Mời anh ngồi nha. Dạ, sáng mai hình như là anh là tới sớm nhất phải không? Dạ, em tới đầu tiên. Dạ. Rồi nãy giờ ngồi ở ngoài đó có làm quen được cô nào ngoài chưa? Dạ, em ngồi em uống nước nói chuyện với mấy người ở đây chứ chưa có làm quen. Chưa có làm quen ha. Dạ. Mà hơn nữa là cũng chưa biết đối phương như thế nào ha. Dạ. Anh đến từ đâu? Dạ, em ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ Đức. Rồi bây giờ trước tiên á là anh gửi lời chào đến cộng đồng và dạ, giới thiệu về bản thân mình cho cộng đồng được biết anh ha. Dạ, em xin chào tất cả mọi người, chào anh Tấn Dĩ. Dạ. Em tên là Nguyễn Phúc Thọ, sinh năm 1980 ạ. 1980. Hiện tại thì đang ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc là nhân viên lái xe công ty bên ngành dầu khí. Bên ngành dầu khí. Rồi có thể cho Tấn Dĩ mượn cái phiếu ha. Vẫn có phiếu để dạ Tuấn Vĩ biết được cái thông tin. Đôi khi là có nhiều người phỏng vấn xong là đi về đó, dạ, nhưng mà Tuấn Vĩ không có cái thông tin liên lạc, dạ, rồi đôi khi kiếm không ra. Thọ thì tình trạng hôn nhân ra sao? Em thì tình trạng hôn nhân là có gia đình nhưng mà đã ly hôn, có một con trai đang sống gia đình bên ngoài, còn em thì sống có một mình thôi ở Thủ Đức. Vậy rồi tình trạng hôn nhân của Thọ thì là như thế nào? Thì cuộc sống thì nói chung là không có tiếng nói chung, thì không phù hợp nên hai người ly hôn, rồi em ra riêng em ở một mình Thủ Đức cho tới giờ thì cũng hơn 10 năm rồi. Vậy thì con thì là vợ? Con thì bên vợ với ông bà ngoại bên vợ nuôi. Thì em người coi như là phụ cấp. Rồi hiện tại cái công việc của Thọ thì thế nào, có được thuận lợi không? Công việc thì em làm công ty cũng được thuận lợi cũng lâu rồi, cũng hơn 14 năm rồi. Được 14 năm rồi. Vậy là từ khi mình ra làm là làm cho công ty đó luôn tới giờ luôn ha? Trước khi đi học nghề thì trước đó thì em đi bộ đội và rồi em đi học nghề lái xe, rồi cũng có cái sự gọi là đi làm rồi quen biết rồi bạn bè, rồi may mắn rồi họ giới thiệu về đây làm. Trước đó thì em cũng lái xe nhiều nơi. Trước đó cũng lái nhiều nơi khác nhau. Đúng rồi, sau rồi mới có duyên thì mới gặp cái anh này, anh giới thiệu về đây. Rồi Thọ thấy thế nào ở cái chỗ làm hiện tại, thì có được thuận lợi không, và trong tương lai thì có làm đó được lâu dài không? Hiện tại thì công việc ở đây rất ổn định anh ạ. Cũng có coi như là điều kiện tốt cho mình gắn bó lâu dài. Thọ có thể chia sẻ về cái mức lương hiện tại chút được không? Mức lương hiện tại thì em tầm trên 12 ạ. Trên 12 triệu. Nói chung là lo bản thân thì cũng sống được ha. Dạ. Nhưng mà gọi là để sau này ví dụ như là nhà cửa này kia rồi. Nhà thì em có rồi anh ạ. Tại vì em cũng giờ cũng gọi là gia đình thì, ba má thì cũng chết hết rồi. Giờ chỉ còn có một mình em sống ở Thủ Đức thôi. Nhà thì cũng có rồi. Nên bây giờ thì vấn đề nhà thì không phải lo nữa. Vậy là ba má thì lớn tuổi rồi, qua đời rồi. Đúng rồi. Mấy anh chị em thì mỗi người cũng có gia đình hết rồi. Có gia đình hết rồi. Rồi cũng ở riêng hết rồi. Ví dụ như em mà có quen ai thì nữa thì họ cũng chẳng phải làm dâu đâu. Ngoài cái việc mà chạy xe ra đó thì Thọ còn có một cái chuyên môn nào khác hay là có một cái tay nghề nào khác không? Lúc trước thì em cũng có thời gian rảnh rỗi em đi chạy kiếm thêm bằng mấy cái xe công nghệ anh, bằng xe bốn bánh á. Nhưng mà do cái dịch Covid rồi cái em này tạm thời em dừng lại, em chưa có đi làm thêm. Dừng vào cái thời điểm mà Covid này kia đó ha. Đúng rồi anh. Vậy là vẫn có thời gian để mình có thể làm thêm à? Thì ví dụ như buổi tối hoặc là những ngày thứ bảy chủ nhật á, thì em đi làm thêm. Rồi hôm nay đến với chương trình thì Thọ bày tỏ cái nguyện vọng của mình để cho Tuấn Vĩ cũng như là anh chị em được biết ha. Nha. Thì cái nguyện vọng của Thọ hôm nay đến với chương trình là thế nào? Thì em cũng muốn đến chương trình thì gặp anh Tuấn Vĩ giới thiệu cho một cái cô nào đó nó phù hợp với công việc, với cái tuổi,
Thì em cũng hy vọng anh Tuấn Vĩ sẽ tìm một người đó nào đó họ cùng tiếng nói với mình, họ cảm thấy phù hợp thì giới thiệu. Thì em cũng có cái mã số trên tờ giấy đó, cũng có ghi tên đó. Hy vọng thì sẽ gặp được người đó, người đó đồng ý với mình. Thì em cũng có coi trên kênh của anh rồi. Vậy hôm nay thì Thọ có muốn bày tỏ với cô đó đôi điều không, hay là thì nếu như mà cô đó được xem kênh của anh và được biết em có ý muốn làm quen thì hy vọng anh Tuấn Vĩ kết nối. Đương nhiên thì Vĩ nắm rõ về cái việc này, nhưng mà mình sẽ có hai hướng. Một hướng là Thọ bày tỏ cái điều suy nghĩ của mình đối với cô đó, cảm nhận của mình đối với cô đó. Hai nữa là Tuấn Vĩ sẽ chuyển lời. Thì không biết là Thọ thấy thế nào nó thuận lợi hơn và thế nào nó tốt hơn cho mình. Thuận lợi thì em nghĩ rằng là nếu như mà thời gian thuận lợi thì là thứ bảy và chủ nhật thì là tốt anh ạ. Tại vì em những cái ngày đó thì em được nghỉ. Không, ý Tuấn Vĩ nói đây đó là có hai hướng để mình truyền tải. Một đó là Thọ bày tỏ đến cô đó, đích danh cô đó, truyền tải đến cô đó đôi điều. Một là như vậy, hai nữa là Tuấn Vĩ sẽ chuyển lời đến cho cô đó. Thì không em biết... em hy vọng là anh Tuấn Vĩ chuyển lời cho cô đó để em kết nối nó dễ hơn. Thì em thì có những lời chân thành, em cũng có ghi cái số ở trên đó và cái tên của cô đó rồi. Thì em hy vọng một ngày nào đó được gặp cô đó, được nói chuyện, được kết đôi nếu như cô đó đồng ý. Vậy thì một số cô đã kết nối chương trình của Tuấn Vĩ thì đang xem cái cuộc phỏng vấn này cũng đang hồi hộp, không biết là Thọ bày tỏ đến cô nào. Chắc là cũng đang hồi hộp đó. Bây giờ tên thì em có ghi trên tờ giấy rồi. Rồi anh biết. Anh biết, có nghĩa là đối với cá nhân anh thì biết, nhưng mà đối với trước cộng đồng thì là các cô chưa biết. Bây giờ em nói tên lên trên đó luôn anh hả? Tùy em, thì ý anh đang nói cái vấn đề đó. Ý anh đang nói cái vấn đề vậy là... em cũng muốn bày tỏ với cái cô tên là Tường Vi. Cô đó sinh năm 1988. Cô đó ở Bến Tre. Đúng rồi. Theo Tuấn Vĩ nghĩ là có hai hướng. Một là âm thầm nói với Tuấn Vĩ không. Hai nữa là khi mình đã nói đến một cô ở trên cộng đồng thì tốt nhất là nên nói tên, là nói tên Tường Vi. Vậy là ok, đích danh. Đích danh nói đến Tường Vi luôn. Thì Thọ quý mến Tường Vi qua những cái điểm nào? Em có coi kênh của anh Tuấn Vĩ thì em cũng đã thấy Tường Vi giới thiệu sơ, thì em cũng cảm thấy quý mến, thì em cũng muốn là tìm hiểu và nếu như được thì tụi mình làm quen và tiến tới. Biết rồi, nhưng mà ý là quý mến em Tường Vi đó qua những cái điểm nào đó, những cái ưu điểm nào, hay là chân thật dịu dàng và nói chung là thấy có vẻ là hiền dễ mến thì em coi thì em để ý là như vậy. Còn để mà gặp được mà để nói chuyện nhiều hơn thì nó sẽ dễ hơn. Thì em chỉ coi trên TV cái kênh của anh thì em thấy được những điều đó. Được, có ấn tượng Tường Vi qua những cái câu nói nào, hay là những cái hành động nào, hay là những cái gì mà hiện tại là Tường Vi đang có không? Có ấn tượng điều gì không? Ấn tượng thì cô ấy thì nhìn thấy, nói chung là thấy cũng gọi là cũng thấy phù hợp và cũng thấy là dễ thương. Còn nói nhiều hơn nữa thì em cũng không biết nói gì nhiều hơn. Ok, thì Vĩ cũng hỏi để mình hiểu được bên kia đang nghĩ gì và bên kia đang tỏ tình như thế nào, đại khái như vậy. Đương nhiên là khi mà coi qua cái buổi trò chuyện này thì Tường Vi cũng sẽ rất là vui khi mà có người bày tỏ đến cá nhân Tường Vi. Rồi Thọ có thể giới thiệu một chút về cái tính cách của mình và một sở thích em thì tính tình em rất là đơn giản, hòa đồng, thoải mái. Trước đám đông thì cũng vui vẻ bình thường thôi. Còn cái tính cách thì sống cũng không có gì cầu kỳ đâu anh. Rồi gọi là để rút kinh nghiệm qua cái cuộc hôn nhân đầu tiên thì Thọ có rút ra bài học nào, hay là cảm thấy rằng là được có cái kinh nghiệm gì trong cái hôn nhân và bây giờ
cần phải khắc phục như thế nào, hay là chọn người như thế nào để cho nó phù hợp với mình hơn không, so với cái cuộc hôn nhân đổ vỡ lần đầu đó, thì Thọ rút ra được cái kinh nghiệm gì không? Trong cái chuyện mà hôn nhân á, thì em nghĩ rằng á, là không ai muốn gặp phải trường hợp này thế này mà phải chia tay này kia đâu. Nhưng mà trong cái đó chưa tìm được tiếng nói chung, hoặc là do một cái gì đó chưa phù hợp á, thì họ nên dừng lại. Chứ em thì cũng không phải gây khó khăn cho cái người đó mà đã chia tay rồi mà đi lấy người khác thì gây khó khăn thì không có. Mà đôi khi mình chúc mừng người ta, ví dụ như người ta mà kiếm được người khác tốt hơn thì là vẫn chúc mừng. Còn cái cuộc hôn nhân tiếp theo thì mình có nên gọi là tìm hiểu cho nó kỹ một chút xíu, cho nó phù hợp với công việc, với cái tính tình của người ta, thì cho nó phù hợp với mình, nó có tiếng nói chung hơn ạ. Rồi đối với Tường Vi đó, thì vị xin ghi nhận, chúng ta sẽ chờ cái sự phản hồi của từ Tường Vi. Còn cái điều mà mình đặt ra cái phương án 2 là nếu ví dụ như mà giữa Thọ với Tường Vi chưa có duyên với nhau đó, mà có ai xem được cái video này lại thích Thọ, muốn được làm quen với Thọ, thì không biết là cái phương án 2 thì Thọ có tạo điều kiện cho người khác được làm quen với mình hay không? Nếu như phương án 2 nó có thể xảy ra Tường Vi không đồng ý thì người khác có thể xem. Nếu như mà em được nhìn thấy cái khuôn mặt cho em đó một chút xíu về hình ảnh, thì em coi như là đợi lại là em sẽ đón, rồi em sẽ đồng ý, không có sao cả, chứ không có gì mà khó khăn cả. Có nghĩa là nói chung là em vẫn thích một người con gái tầm cao 1m, khoảng 1m52, nặng tầm khoảng 50kg đến 60kg gì đó. Chứ em không thích những người phụ nữ gầy gầy. Những người mà nói chung là nhìn nó đầy đặn, nó tròn tròn thì em vẫn thích hơn. Nó ra là những cái từ người ta gọi là mũm mĩm á. Nó múp míp một chút xíu. Đúng đó. Rồi, chứ còn phụ nữ mà ốm ốm thì dường như em không thích quen. Nên mọi người nhiều khi xem thì sao nhiều người thích giảm cân, nhưng riêng em thì cái điều đó nó không quan trọng. Tại vì nhìn thấy những người mà người ta ốm ốm thấy nó thiếu sức sống, còn người mà người ta đầy đặn mập mũm mĩm thì nhìn nó dễ thương hơn. Chứ nhiều khi nói thì không nói thì người ta không biết. Thì đúng rồi, mình cứ trao đổi cái quan điểm của mình. Còn ví dụ như năm á, mà nếu mà nói về tuổi thì 80 chỉ cái tuổi dần thân tỵ hợi tứ hình xung, người ta nói như vậy thôi. Nhưng mà em thấy nó cũng hơi phù hợp là cái tuổi dần thì em né ra là như năm 86, em né năm đó thôi. Còn tất cả tuổi còn lại thì không sao hết. Đó là quan điểm của dân gian. Còn nếu như người ta cảm thấy thích nhau rồi, hay là có 86, 87 gì nữa, người ta vẫn thích thì vẫn thích thôi, chứ không gì cả. Giống như hôm trước á, vị có phỏng vấn một cô đó ở Kiên Giang, thì cổ nói là cổ thích mấy người mà bụng bự, còn mấy người ốm ốm á, thì vị hỏi là nếu vậy mấy người ốm ốm thì sao, thì cổ nói là mấy người ốm ốm thì về nuôi cho nó mập lên. Em thấy nhiều người họ đẹp hay là đẹp mà sao họ cứ thích giảm cân, nhưng mà đó là cái riêng tư, cái quyền mà anh mình biết. Còn mình thích hay không thì là mình không thích phù hợp thì thôi. Đại khái là mình nói lên cái sở thích. Cái sở thích đúng rồi. Thoải mái thôi, không có gì. Còn có vấn đề mà tuổi thì ví dụ như mà nó mà đã thương quá rồi, có 86 hay 87 gì cũng không sao cả. Con này con kia thì... Nhưng mà tốt nhất thì em thích người phụ nữ quen lệch em tuổi trở lên, ví dụ em 80 thì người đó phải 81, chứ em không thích bằng hoặc là dưới hoặc là lớn hơn. Đối với quan niệm của Thọ đó, thì khi chung sống với một người phụ nữ thì cái vấn đề đầu tiên Thọ đặt lên hàng đầu mà cần phải có là những cái yếu tố nào? Thì người phụ nữ đó, nói chung là mình hai người cùng chia sẻ, cùng quan tâm, cùng yêu thương nhau, cùng gọi là chia sẻ công việc, hay cả công việc gia đình hay công ty, hay là gia đình hai bên gì cũng vậy anh, mình phải hiểu, phải thông cảm, chia sẻ. Rồi xa gần hoặc là vùng miền này kia thì Thọ cũng xa gần vùng miền thì nói chung là cũng tầm gần, nói chung là nếu mà hợp với nhau mà về ở với nhau thì nên tốt nhất là vợ chồng ở chung nhà, chứ hoặc là ví dụ như làm cả tuần lễ thì cũng phải có 2-3 ngày về nhà, chứ không thể nào mà đi suốt thì em lại không thích. Thích là tối về có người để nói chuyện, thì tại vì em cũng sống một mình, là bây giờ mà đi nữa thì trong nhà không còn ai. Buồn, tối về cũng có một mình, em phải
có người tối nói chuyện là vẫn vui hơn. Rồi còn ví dụ như là trong cái cuộc sống để mà vợ chồng chung sống thì cái phong cách của người phụ nữ đó thì Thọ có thích cái người, cái gu người là năng động hay là người gọi là mang tính là hướng nội, hướng nội hay là cổ điển truyền thống, đúng không ạ? Theo cái kiểu như vậy. Em thì tổng hợp sao cũng được cả. Nói chung là mình phải thương người ta là mình phải theo cái hướng nội hay là năng động hay là gì đó thì cũng tùy theo cái thời điểm, tùy theo cái lúc đó mình rảnh rỗi, có thể mình đi chơi, mình đi du lịch hay mình đi siêu thị gì đó đều được hết. Hoặc là người ta không thích đi, hoặc là ồn ào này kia thì mình cũng phải chịu được. Còn ví dụ như là chẳng hạn như tính cách này kia thì Thọ thích người hay chia sẻ, hay trò chuyện, hay là thích người nội tâm sống? Nói chung là vẫn thích trò chuyện, vẫn thích cởi mở nói chuyện để hiểu hơn, còn hơn là không nói gì thì không hiểu gì hết trơn. Ví dụ như là có nhiều người mà hay hài hước hoặc là hay nói chuyện này, đúng rồi, Thọ thích vẫn muốn được. Thì theo vị nghị đó thì cuộc sống thì cần chia sẻ. Là đúng rồi, chia sẻ để hiểu cần cái gì và nói cái gì. Đúng rồi. Còn đôi khi không có chia sẻ mà cứ im đôi khi là không rất hiểu. Nguy hiểm, rất hiểu. Nguy hiểm. Bởi vì để trong lòng đó thì là không có tốt. Đối với Thọ thì bây giờ Thọ có còn có nhu cầu là mong muốn lấy một người trẻ tuổi để còn sinh em bé này kia, có dạ thì vấn đề đó thì có cũng được, hoặc là người ta không thích cũng được, hoặc là có thể là nếu có thì càng tốt, tại vì có con dường như là nó là cái gì đó nối giữa hai người, mà không có thì nó hơi bị rời rạc một chút, hơi lạc lẽo chút. Đúng rồi. Hôm nay đó thì vị hỏi cũng mang tính là cơ bản. Dạ. Rồi nếu Thọ còn muốn chia sẻ gì về cuộc sống, hoặc là nói lên cái quan điểm, hoặc là muốn bày tỏ điều gì đó nữa thì Thọ cứ tự nhiên. Rồi nếu mà Thọ thấy gọi là trên cơ bản tạm thời như vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem coi ở bên kia phản hồi như thế nào. Dạ, hoặc em cũng mong anh Tấn Vĩ kết nối. Cũng cảm ơn kênh của anh Tấn Vĩ. Chúc anh Tấn Vĩ cũng có nhiều sức khỏe để làm nhiều cái chương trình nó hay hơn. Rồi Thọ có còn muốn chia sẻ điều gì thêm không? Em chia sẻ như đó đủ rồi anh ạ. Ok. Nói chung thì Vĩ cũng mở lời để đôi khi nói là mình chưa có những điều mình cần nói mà chưa nói được. Bởi vì trên cộng đồng thì thấy nhiều bạn nói là Tuấn Vĩ gặp những cô gái đẹp thì, rồi em hiểu mà thì hỏi nhiều, còn người nam giới này kia thì lại ngắn quá hoặc này kia đó. Thì ngay bản thân em nhiều khi nói chuyện với người con trai thì em cũng nói ngắn lắm, nhưng nói chuyện với gia đình mà dùng cha mày anh chị á thì em mới nói nhiều hơn thôi. Thì cộng đồng là người ta, khi người ta bình luận á thì em cũng hiểu cái điều đó. Mình biết khi, rằng là cũng có người bình luận thế này, người bình luận thế kia, người bình luận tốt và cũng không tốt, em biết mà. Đôi khi là nghĩ là Tuấn Vĩ thiên vị cho các cô gái đẹp, thực tế là không phải. Cái đó là do cảm xúc của buổi trò chuyện. Đúng rồi, đôi khi cảm xúc nó nhiều quá mà họ nói chưa hết mình lại ngắt lời lại cũng... Đúng rồi, cũng không được. Họ nói chưa hết mà mình ngắt lời cũng không được. Còn ngược lại, ví dụ như là đàn ông mình hoặc là những người lớn tuổi này kia đó, thì thật ra là chỉ cần cái thông tin cơ bản thôi. Đúng rồi, nói vậy là... Thì đó, thì nếu Thọ không... muốn chia sẻ điều gì thêm và thấy cũng đủ rồi thì chúng ta chào tạm biệt nhau, chúng ta chờ phản hồi của bên kia ha. Dạ, em xin chào anh Tuấn Vĩ và chào quý vị khán giả. Quên hỏi nữa là Thọ nặng bao nhiêu ký mình? Em tầm khoảng 71-72 kg, cao 1m68. Dòng cũng lực lượng ha, sức khỏe tốt ha. Dạ. 6 múi ha. Dạ không phải 6 muối anh ơi, 5 muối thì có 3-4 muối vậy thôi. Ok Thọ, thì hôm nay anh cũng xin ghi nhận cái sự nghiêm túc của em từ xa xôi đến đây để mà em đi từ hôm qua rồi. Em ngủ lại ở xe đét tối qua, em có nhắn tin. Em ở lại để sáng qua em chủ động qua đây.
rồi chúng ta chờ phản hồi từ bên kia như thế nào. Nếu mà bên kia phản hồi tốt đó, thì anh sẽ kết nối cho đôi bên được trò chuyện với nhau. Còn nếu ví dụ như mà không có sự phản hồi tốt đó thì là nếu ai muốn kết nối với Thọ thì em vẫn đồng ý thì... theo như cái thông tin chia sẻ lúc nãy người thế này thế này. Còn miền thì nói chung là miền nào thì cũng được, nhưng đợi lại khi mà họ lấy về thì mình ở chung với mình. Ví dụ như một tuần 7 ngày thì ít ra cũng phải là đi làm, có thể là đi làm suốt không về, nhưng mà phải trong một tuần 7 ngày thì có được 3-4 ngày gì đó về. Hoặc là do tăng ca hay gì đấy. Chứ còn nếu mà lấy mỗi người ở nơi thì thôi em sẽ không lấy đâu. Rồi lâu nay thì đi làm vậy thì chắc là ăn cơm bụi nhiều hơn ăn cơm nhà ha. Dạ đúng rồi anh ơi, nó buồn lắm, em muốn cơm nhà mà. Thì cũng mong muốn có bà xã tối về có người nói chuyện cho nó vui. Vậy là theo như cái chia sẻ của Thọ thì khi lấy vợ về thì cái nơi ăn chốn ở thì nó có được sẵn sàng không? Thì bây giờ chứ có một mình em ở nhà thì có sẵn thì sẵn sàng rồi, thì không phải lo vấn đề ví dụ làm dâu hay là gì gì này kia nữa. Rồi thì cũng anh hỏi để bên kia hiểu được cái cuộc sống hiện tại của mình. Ba má thì không còn, anh em thì còn chị với anh thôi. Nói chung là 6 anh em là người thứ 7 á, trong Nam nó gọi là Úc á. Còn em thì người dạng như là gốc ngoài Bắc, nhưng mà em đẻ ở trong miền Nam này từ bé lớn rồi, em không biết ngoài đó màu dòng họ kia cũng không ai còn hết trơn á. Ok em, vậy nha, rồi nhờ em ra ngoài cài cái micro cho cái người tiếp theo giùm anh ha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi chào tạm biệt ha. Dạ chào anh.